có bị gọi là bất tiện trong việc công tác, kiểu như là mấy anh bạn bản năng là sẽ nhường nhịn đó, nó có ảnh hưởng. Cái này liên quan tới nội dung. Tất cả mọi thứ nãy giờ mọi người coi chỉ là một cái lớp rất nhỏ bên ngoài thôi. Nội dung nó khủng khiếp lắm, nó hay lắm, chứ không phải như vậy đâu. Mọi người coi, mọi người hỏi những câu mà không trả lời được, tại vì mình trả lời nó liên quan tới nội dung. Nó liên quan tới nội dung. Anh có coi bản gốc không? Anh có coi bản gốc không? Có chứ. Anh coi xong rồi mình có rút cái kinh nghiệm hay là mình có như thế nào để cho cái chương trình của mình về bản việc nó... Mình phải chơi hết mình thôi. Chứ có kinh nghiệm gì đâu mà rút, mình chưa chơi biết đâu rút kinh nghiệm, nhưng mà mình chơi hết mình. Dạ. Nói chung chương trình này sẽ hay lắm. Và chương trình này thì anh Giang tiếp tục là vai trò anh hai. Đó, đó là tại vì mình già thôi, mọi người kêu mình anh thôi chứ còn như nhau hết. Em thấy mọi người kêu anh là mẹ già đó anh. Thì đó, mấy đứa nhỏ nó quạo luôn. À, nó quậy lắm. Nó quậy, nó cho nên là nó nói chương trình rất là hay. Và ai cũng có nhiệm vụ của người đó và như nhau hết. Dạ. Yếu thì ráng chịu, già thì ráng chịu. Nhưng đến tập chương trình này có ảnh hưởng tới sức khỏe không? Không, vui lắm, nói chung là chương trình này hay lắm, vui. Già thì chơi kiểu già, trẻ thì chơi kiểu trẻ, mà túm lại là bảo vệ nhau, nói chung nó hay lắm. Ờ, tại vì á, một cái dàn cá toàn nam vậy thì nó có gây bất tiện gì trong chương trình không anh? Không, nó thuận lợi lắm, thuận lợi nhiều hơn là những chương trình khác, bởi vì hiểu nhau nhiều, với lại những anh em thân thiết không à, cho nên nói chung là nó hơn mức chuyện em mong đợi trước khi tham gia show. Dạ, nhưng mà em thấy anh khác thì anh Giang trước đã làm việc chung rồi, nhưng còn có Duy Viên bạn nước thứ hai như là lần đầu đúng không? Đúng rồi, lần đầu tiên là anh làm việc trực tiếp với Hiếu, và trước khi làm việc đã có những chuyện với Hiếu nhiều lần. Dạ. Cho nên Hiếu nói, anh Giang yên tâm, em có sẵn chờ vậy. Mà Hiếu rất là dễ thương trong cái chương trình này luôn. Dạ, cụ thể như thế nào? Cụ thể nó liên quan tới nội dung. Thôi anh đừng nói nội dung, ví dụ như anh khen Hiếu như thế này như kia, anh nhận không, những gì anh sắp nói sẽ là nội dung, nên không nói được. Anh không nhận thấy được về tính cách hay là... Nó liên quan tới nội dung, em hiểu chương trình cho nên anh nói liên quan tới nội dung. Giờ nói cái lộ liền à. Không được một miếng nào luôn hả anh? Không. Chị là giữa cái Renome Việt Nam với cái này á, thì anh cảm thấy cái nào mất sức hơn? À không, anh thì thấy cái nào cũng mất sức cả. Cái nào cũng mất sức hết. Tại vì đi làm rồi, một cái game ở trong phim trường đã là mất sức rồi, chứ đừng nói là một cái game thực tế như thế này. Nhưng mà nó rất là hay, mọi người sẽ thích. Trong một cái chương trình mà thiếu nữ gì nè. Sao biết thiếu nữ? Anh đã nói anh không kể được rồi mà, cái bác anh kể. Ủa vậy nè. Thôi mọi người đừng có hỏi thêm. Mọi người hỏi thêm thì trường sẽ nói thêm loại nội dung. Mọi người chỉ cần chứ hỏi với quý vị là theo mức độ chấm điểm chương trình là như thế nào thì có thể chấm điểm được. Dạ, vậy anh chấm như thế nào? Đối với Trần Giang thì nó hơn những em mong đợi. Cụ thể 2 điểm 10 là nhiêu anh? Hả? Tính trên 2 điểm 10 đâu đó đó. Thì đâu đó thực ra nó là hơn được như mong đợi, mà hơn những gì mình mong đợi rất là nhiều. Mọi người thấy nãy mọi người coi một đoạn thôi đúng không, có 10 phút thôi, mọi người thấy cái cười không? Đó chỉ là cái phần ít cười nhất của chương trình. Dạ, mà chương trình của mình á, cũng là cái chương trình mà mình mua bản quyền á, thì tất nhiên sẽ có những cái sự fan của cái chương trình bản gốc á, họ ở Việt Nam cũng chấp có luôn. Nhiều họ so sánh thì sao anh chấp luôn. Trường Giang coi rất nhiều cái số bản gốc rồi. Dạ. Nên nó sẽ vui lắm đấy, chị Trường mình sẽ vui lắm đấy. Khả năng Hàn Quốc họ coi họ cũng sẽ vỗ tay đấy, họ cũng sẽ gọi lời chúc mừng mình đấy. Anh lúc này anh có nói kể thiệt là các ekip Hàn Quốc họ nắm đây cho cố vấn hôm qua họ nói là chương trình sẽ ghi hình ở những nơi đẹp vậy đó, thì nên ghi hình ở những chỗ vậy đó, thì ở núi thì mình chơi cho đơn vậy, ở sông mình đi vậy. Tức là họ sẽ mình như thế nào, rồi nghệ sĩ ăn uống ra làm sao, rồi có trò chơi nên là không được ăn như thế nào, rồi ngủ phải làm sao, đó là những cái key của chương trình, là mình phải tuân theo cái key đó. Dạ. Anh học cố vấn thôi, còn cái việc mà tạo ra một nội dung nó phù hợp với ngữ cảnh và văn hóa và dàn cast là do người Việt Nam làm. Dạ, ở với chương trình này thì như là lúc nãy mọi người có nói về cái việc mình đặt máy quay mọi lúc mọi nơi đó. 24/24. Tất cả mọi thứ là mình làm hết, từ cái quay, DOP, dừng, tất cả mọi thứ mình làm hết. Còn Redman là tất cả mọi thứ người Hàn Quốc làm hết. Mình là riêng chương trình này là tất cả là mình làm hết. Là Việt Nam mình làm hết. Tất cả mọi thứ về nội dung luôn, về DOP, về góc máy, về tất cả mọi thứ luôn là người Việt Nam làm hết. Ekip mình có khoảng bao nhiêu người? Gần 200 người. Gần 200 người. Nếu tính luôn dàn cast là gần 200 người. Dạ, đây có phải là ekip mình lớn nhất từ trước vậy không? Đúng rồi, lớn nhất từ trước đây trong các game lớn nhất. Cái việc mà đặt máy quay 24/24 như vậy nó có gây khó chịu hay là có cái gì không, đó? Cái đó liên quan đến nội dung. Nói được không anh? Thiệt, giờ anh nói cái lộ này. Tất cả mọi cử chỉ, mọi hoạt động
sinh hoạt kể cả tế nhị đều ghi hình hết. Nhưng mà lúc trước họ có bao nhiêu vậy ông anh? Hay là không, Running Man là một cái chương trình nó khác hoàn toàn. Nó là làm mình chơi game, xong xóa xé bản tên hết. Còn đây là quy hình tất cả sinh hoạt về cuộc sống. Dạ. Đó, tất cả mọi thứ về cuộc sống. Như nãy kể trên họ báo đó, toilet cũng quay mà. Nhưng vậy thì ở Running Man em thấy là có nhiều trò chơi nó sức mạnh nhiều. Mà qua đúng đây rồi. Thì nó là tổng hợp về là chiến đấu. Bên đây á là vẫn chiến đấu. Dạ. Trong một hệ thống anh em để tranh giành miếng ăn. Đó, nó vậy đó. Cũng nếu mà chương trình mình đến thì mình sẽ mất thời gian đúng không? Nhiều lắm, rồi anh đi quay cực lắm. Ảnh hưởng tới những cái chương trình khác anh tham gia. Tại vì anh cũng quay một chương. À không, ví dụ như quay chương trình này 10 ngày về mình phải nghỉ 5 ngày chứ. Nghỉ 5 ngày để mình có sức làm chương trình khác chứ. Mình đâu có cái ngày hôm nay mình về cái qua ngày mai mình đứng đâu được. Có những số tụi anh quay về tụi anh không đứng được. Vâng mệt quá hả? Không phải. À, đó, liên quan mấy mốc coi biết. Tức là tụi anh đã làm cái điều gì đó mà cái chân không đứng được. Cho nên là mà anh làm chương trình tụi anh làm MC mà không đứng được sao làm chi, cho nên anh phải nghỉ 3 đến 5 ngày và sau đó mới làm tiếp chương trình khác. Anh về vậy giờ anh có ý kiến gì anh? Hả? Không, giờ khoái lắm, giờ đi làm chương trình thực tế là giờ thích lắm. Mà chưa thấy mời giờ, chắc không mời đâu. Chờ mời mình làm được. Anh sao? Hỏi thêm xíu. Xe tới chưa con? Anh, giờ là đem anh em qua các chương trình thực tế mà bây giờ bao giờ anh em sẽ đóng lại chương trình ảnh? Có kế hoạch rồi nhưng mà chưa công bố được, bởi vì cái đó liên quan tới sản xuất. Dự định là mình có vai có anh làm kịch bản chứ. Nói chung là kế hoạch còn dài mà. Đâu phải là bắt buộc năm này phải có dự án hay là 3 năm nữa. Nó phải tùy duyên, tùy cái vai và tùy cái sự cái kế hoạch của nhà sản xuất nữa. Dạ. Anh có áp lực với chuyện nó đóng phim hình ảnh không? Không. Anh tham gia mọi chương trình không bao giờ áp lực gì cả. Dạ. Anh sẽ làm hết mình sức anh có thôi. Nếu mà mình được thì trời thương, khán giả thương, mình làm tiếp. Còn không dám không thương thì bây giờ mình suy nghĩ lại tại sao không dám thương mình. Anh không có áp lực một cái gì là ủa tại sao năm nay không có phim ảnh, năm sau không có hài, năm sau không có live show. Anh không bao giờ áp lực mấy cái đó. Tại sao phải áp lực? Nhưng mà khán giả thì mong chờ anh, tại vì lâu lắm rồi không có thời gian đóng phim. Thì anh sẽ bù lại khán giả ở một cái kế hoạch khác. Ví dụ như là cuối năm nay anh sẽ ra mắt một cái series của anh. Series chiếu trên kênh của anh thôi, nhưng mà là anh làm theo movie chứ anh không làm gọi như là không, anh làm một cái phim, anh làm một cái series phim, nhưng mà anh không làm theo kiểu như là mấy cái tập dạp hài hay là kiểu như là mấy cái phim anh quay theo kiểu điện ảnh, nhưng mà anh sẽ chiếu cái bàn đó là cái món quà của anh dành cho fan của anh. Dạ, nhưng mà cũng nhắc đến cái chuyện mà nó cũng bằng tiền làm một cái phim chiếu rạp thôi. Là chắc cái chuyện mà cũng là trên kênh của anh thì em thấy anh Giang cũng có phát triển kênh, mà anh theo hướng là anh làm các chương trình về ẩm thực mà không có thấy. Đúng phải. Tức là anh không thích làm những cái nội dung tầm bậy. Dạ. Sáng đi ăn ở đâu hay là trưa đi làm gì, cái tối làm gì là quay lên, không, anh phải có nội dung. Chứ anh không quay cái cảnh sinh hoạt đời thường của anh, đó là đời thường của anh là để riêng cho anh thôi. Dạ. Còn anh làm chương trình kênh của anh là phải có nội dung, ví dụ như làm ẩm thực là cũng là một nội dung. Sắp tới đây anh sẽ làm vài tập về một cái nhân vật của anh chiếu miễn phí, đã đầu tư nhiều tiền lắm. Nhưng mà sao anh lại làm phim kiểu điện ảnh mà lại chiếu ở trên cái kênh? Tại vì anh chưa làm cái kế hoạch điện ảnh kia kịp thì anh bù lại cho khán giả của anh bằng cái đó. Vậy chi phí thì nó như thế nào? Ví anh tự bỏ tiền ra. Ủa đó bình thường mà. Anh làm đây show miễn phí một lần 5-7 tỷ cũng bình thường mà. Khán giả cho mình nhiều hơn gấp mấy lần cái đó mà. Hiểu không? Mình sống phải biết cho đi tiếp. Nhưng mà tiếp không có gì tiếc, cho đi là mình sẽ còn mãi mà chứ đâu biết. Nhưng mà kế hoạch đó nó cụ thể nó sẽ còn thời gian bao lâu? À, nó khoảng cuối năm dạ. Mình sẽ chiếu khoảng mấy tập về cái series đó. Cái series đó chắc là mình sẽ mời các diễn viên như thế nào, chẳng hạn như Nhã Phương có tham gia cùng với. Một cái đó bí mật. Sao hay hỏi những câu nội dung đi trễ thôi. Thôi anh xin lỗi nha, trễ. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.